Thưa quý vị, cách đây tròn 30 năm, ngày 5 tháng 7 năm 1989, nhà giàn đầu tiên trong cụm 15 nhà giàn trên các bãi đá san hô ngầm thềm lục địa phía Nam với tên gọi Phúc Tần chính thức đi vào hoạt động. Và ngày này cũng là ngày Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố thành lập cụm kinh tế khoa học dịch vụ, gọi tắt là nhà giàn JK1. Trải qua 30 năm, đã có không ít mất mát hy sinh, nhưng 15 nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam vẫn hiên ngang giữa Biển Đông như một bằng chứng đanh thép về chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam, cùng ý chí kiên cường bám trụ với tinh thần còn người, còn nhà giàn, còn tổ quốc của những người lính hải quân ưu tú của dân tộc. Khu vực biển JK1 nằm ở phía đông bờ biển Nam Bộ, trên thềm lục địa phía Nam của tổ quốc. Phía đông giáp quần đảo Trường Sa, phía nam giáp vùng biển của Malaysia, Indonesia. Phía tây là khu vực biển quần đảo Côn Sơn và vùng biển Tây Nam. Đây là khu vực có nguồn hải sản, dầu khí với trữ lượng lớn mà Việt Nam đã và đang khai thác, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của khu vực biển JK1 và tình hình phức tạp trên Biển Đông, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 180 về việc xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ tại khu đá ngầm thuộc đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện chủ trương trên, từ năm 1989 đến năm 1998, ta đã xây dựng được 20 nhà giàn JK1 trên các bãi cạn Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè và bãi cạn Cà Mau. Lực lượng chốt đóng với nhà giàn là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1, lữ đoàn 171 Hải quân, nay thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Những năm đầu mới thành lập, cán bộ chiến sĩ JK1 gặp vô vàn khó khăn về điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác. Mỗi năm, cán bộ chiến sĩ nhà giàn chỉ được tiếp thêm thực phẩm hay gặp người đến từ đất liền ra thăm từ 2 tới 3 lần. Nhưng đôi khi tàu và nhà giàn nhìn thấy nhau như vậy, nhưng không thể gặp mặt vì sóng to, gió lớn. Thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, thiếu thịt tươi, thiếu cả thông tin và hơi ấm của đất liền. Nhưng với quyết tâm bám nhà giàn, bám biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo, lớp lớp cán bộ chiến sĩ JK1 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thiếu thốn và cả những mất mát hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc từng sải biển trên thềm lục địa phía Nam tổ quốc. Năm đó thì anh em cũng đều là mới, rồi cũng xa bờ, xa đấy cũng là lần đầu, cho nên cảm thấy các cái vượt qua là các cái khoảng cách về sự chống vắng, nó cũng đã là một cái quyết tâm rất là lớn. 30 năm nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi nhà giàn JK1 như một cột mốc chủ quyền, một đôi mắt thần trên biển, ngày đêm quan sát, theo dõi và nắm chắc mọi tình hình, qua đó tham mưu đề xuất với sở chỉ huy xử lý tốt mọi tình huống, không để đất nước bị động bất ngờ. Cán bộ chiến sĩ JK1 cũng là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho người dân yên tâm vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải cho hàng vạn lượt tàu thuyền trong nước và quốc tế. 30 năm kiên trì bám biển, tại vùng biển này đã có 10 người con ưu tú của hải quân, của dân tộc đã hy sinh. Trong đó có 8 cán bộ chiến sĩ JK1. Các anh ngã xuống giữa lòng biển mẹ, thân xác hóa vào biển xanh, để nhà giàn mãi mãi trường tồn, trở thành niềm tự hào cho những thế hệ sau. Em thì cảm thấy rất tự hào về bố mình, bởi vì bố mình là người lính hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước ngay cả trong thời bình. Thì những cái mất mát hy sinh của bố ấy càng là cái động lực để em phấn đấu vươn lên, để cho bố mẹ và các bác các chú đặt niềm tự hào vào em. Bản thân là chiến sĩ mới được giáo dục truyền thống của đơn vị tiểu đoàn JK1 anh hùng, tôi cảm thấy sự hy sinh vất vả trong 30 năm qua của các thế hệ đi trước đã hun đúc nên truyền thống kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết kỷ luật, giữ vững chủ quyền. Suốt những năm tôi công tác ở nhà giàn thì cái đau đớn của tôi lúc nào tôi cũng nghĩ về đối với các đồng đội của tôi, nhất là các đồng đội của tôi đã hy sinh, hiện nay còn nằm ở dưới như vậy, dưới biển. Nhà giàn ngày nay đã vững chãi hơn, chắc chắn hơn, đời sống cán bộ chiến sĩ cũng đã đủ đầy hơn nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ JK1 vững tin viết tiếp truyền thống kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền của đơn vị.